Xin chào bạn, hôm nay đại lý Toto Tướng tôi xin giới thiệu bạn cái mẫu bồn cầu có mã hiệu là CS838DT10. Thay là đây là bồn cầu hai khối kết hợp với cái nắp nhựa ha. Thì cái bồn cầu này chúng ta lúc chúng ta nhận hàng nó sẽ có ba bộ phận khác nhau. Đó là cái nước là S838D, thân cầu là C838 và cái nắp của nó là TC395VS. Chúng ta lưu ý nhận hàng có ba bộ phận như vậy ha. Còn kích thước của bồn cầu này, chiều dài của nó là 700, từ sàn lên cái nước là 734, bề ngang của nó 388 mm. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan cái bồn cầu này một lượt ha. Bồn cầu này sẽ đi kèm chúng ta là van khóa nè, dây cấp nước nè, con thọ rời, bít nước sàn, này gần như đầy đủ các bộ phận cho bồn cầu chúng ta lắp đặt. Thì cái bít nước sàn nó còn có cái cao su non luôn cho mình ha. Và dòng bồn cầu này thì từ nay nó có cái mạng hướng dẫn lắp đặt để chúng ta đặt lên vị trí khoang cũng khá là hay. Thì cái bồn cầu này chúng ta là sở hữu chế độ xả là hai chế độ, là chế độ 3 lít và 4,5 lít, hai nút nhấn ha. Chúng ta sẽ tiết kiệm hơn khi chúng ta đi tiểu tiện, chúng ta xả sẽ tiết kiệm hơn. Và trong lòng cầu thì cái bồn cầu này sẽ sở hữu là chế độ xả là Torado, là nó là xả hai cửa xả và nó tạo lực xoáy trong lòng cầu. Và trong lòng cầu cũng được trẻ một lớp men là Toto Sivantech, thì chúng ta dễ dàng vệ sinh lau chùi ha, dễ dàng cuốn trôi vết bẩn bằng nước được ha. Ngoài ra thì hiện tại bồn cầu này chúng tôi đang giới thiệu là kết hợp cái nắp TC395. Đây là một cái nắp khá mới ra mắt vào năm 2023, và cái nắp này cũng là thuộc nóc dòng nắp tiết kiệm đó, nắp đóng êm ha, rơi từ từ xuống như vậy. Ngoài ra thì cái thân cầu này rất đầy đặn ha, rất đầy đặn, dễ dàng vệ sinh lau chùi. Cái két này có kích thước hình dáng nó hơi bo tròn, cũng hơi là đặc biệt. Khá là ít bồn cầu có thiết kế kiểu két nước này. Nếu chúng ta thích cái mẫu này thì nó cũng là một sự lựa chọn khá là hay. Thì bồn cầu này hiện tại đang được trưng bày ở showroom Toto Tứ Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc lên vào trang tdm.vn để xem giá bán của đại hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.